Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Nhật, 5 gian hình chữ U. Đó, đây là một cái ngôi nhà rất là đặc biệt luôn. Nếu bạn chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật thì đây là một cái gợi ý rất hay dành cho bạn. Đó. Mình đang quay ở phía ngoài, cảnh quan phía ngoài, các bạn nhìn ngôi nhà có đẹp và bề thế không ạ? Đó. Và cái lán xe của bạn cũng được thiết kế đồng bộ với ngôi nhà các bạn nhé. Cái lán xe phía trước nhà mà thiết kế đồng bộ với ngôi nhà nó cũng có ý nghĩa giống như một người hầu đang đứng cạnh một người chủ các bạn ạ. Đó là về cái hình thức, nó sẽ giúp ngôi nhà đẹp và bề thế hơn. Đó. Thì nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây, kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Nhật 5 gian hình chữ U. Và đây là một cái phong cách nhà rất là đặc biệt, chưa giống cái mẫu nào mình chia sẻ trên kênh. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mình chia sẻ chi tiết ngôi nhà này. Ngôi nhà có diện tích đất là 1.500m² đất. Và bạn đã thiết kế cái ngôi nhà này tổng diện tích là 400m² đất. 400m² xây dựng các bạn nhé. Và cái mét vuông sử dụng thì nó sẽ rơi vào khoảng 300m, gần 300m ạ. Và cái chiều rộng của ngôi nhà, chiều rộng mặt tiền của ngôi nhà như các bạn đã nhìn thấy là 27,5m và chiều sâu là 11m, không tính sảnh, không tính le mái ở bên trên các bạn nhé. Cái mẫu nhà vườn mái Nhật thì 2 năm trở lại đây nó rất được nhiều người yêu thích. Và đây lại là một cái mẫu đặc trưng rất là đẹp và rất là sang trọng và rất gần gũi với những cái sinh hoạt của nông thôn các bạn ạ. Ngôi nhà mới xây dựng xong, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và bổ sung cây xanh đây này. Các bạn nhìn cái cây xanh mới tinh này. Đó, bạn mới mua về trồng. Và hôm nay con ngựa sắt của mình nó lại tới đây rồi. Đó, nó liên tục đi săn những mẫu nhà đẹp để các bạn tham quan. Trên sân thì bạn ấy lát bằng cái đá xẻ Thanh Hóa. À, chết. Xin lỗi các bạn, cái này không phải đá xẻ Thanh Hóa. Mình xin lỗi. Và ngôi nhà thì được thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Giờ mời các bạn đi vào bên trong tham quan cùng mình nhé. Đấy, cái sân vườn, cảnh quan của bạn đang tiếp tục trong quá trình hoàn thiện các bạn nhé. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Cái sảnh chính của bạn ấy có chiều rộng sảnh là 4m và chiều sâu là 3m các bạn nhé. Đó, thiết kế rất cân đối về hình thức. Và ngay bên cạnh thì bạn có một cái sảnh phụ để kê bàn ghế uống cà phê này. Đó, các bạn xem ngôi nhà có đẹp không ạ? Đi vào chính giữa là bạn ấy thiết kế một cái khu vực nội minh đường, trải chiếu hoa ở nội minh đường. Và phía trong cùng là xây một cái phòng thờ, nhưng thiết kế theo cái phong cách một cái phòng thờ rất là ấm cúng. Đó, mời các bạn tham quan cái khu vực nội minh đường này. Bạn ấy thiết kế trải một cái chiếu rất là đẹp luôn, và thiết kế cái hệ cửa gỗ bằng lim nam phi theo cái phong cách đơn giản thẳng phẳng nhưng rất là chắc chắn, rất là đẹp rồi này các bạn này. Đó, đây, mời các bạn tham quan cái không gian chính của ngôi nhà. Khu vực nội minh đường thì phía dưới bạn ấy đã trải một cái chiếu bằng gạch. Và phía trên được trang trí bằng cái đèn chùm. Đó, các bạn thấy đẹp không? Và cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng sứ, kể cả bên trong và bên ngoài các bạn nhé. Đó. Và ngay bên tay trái của mình là khu vực phòng khách. Đó, con và khán giả chào cụ nhá. Chào cụ nhá.
Đó, khu vực phòng khách thì bạn ấy kê một cái bộ sofa phong cách Nhật nùng rất là hợp với ngôi nhà luôn các bạn nhé. Đó, các bạn thấy có thoáng rộng không ạ? Và ngay phía bên cạnh là khu vực bàn ăn, được ngăn cách một cái hệ tủ rất là nhẹ nhàng, tủ trang trí rất là đẹp luôn, có thể gọi là khung cửa cũng được, mà gọi là một cái vách ngăn nhẹ cũng được. Như vậy thì nó sẽ vay mượn không gian, phòng khách nó cũng thoáng và phòng ăn nó cũng thoáng các bạn nhé. Đó, cái khu vực phòng thờ bạn ấy thiết kế rất là trang nghiêm và ấm cúng đây này. Và cái khu vực phòng thờ thì bạn ấy đã xây cao hơn khoảng 11 cm, và diện tích thì có diện tích khoảng 16 mét vuông các bạn nhé. Rất là trang nghiêm và ấm cúng. Đó, bên trên là cái bạn ấy có cái bức tranh hoa sen đây. Mời các bạn tham quan cái không gian phòng ngủ. Đó. Và đây bạn mở một cái trục giao thông khoảng 1,4 m để đi vào các phòng ngủ. Mời các bạn tham quan không gian phòng ngủ. Mình thường xuyên chia sẻ trong ngôi nhà thì cái không gian phòng ngủ cần được ưu tiên nhất. Thì ở đây cái vị trí đẹp nhất bạn đã thiết kế phòng ngủ này. Phòng ngủ của bạn ấy có diện tích khoảng 20 m², rộng như phòng khách sạn luôn, và có phòng vệ sinh khép kín phía trong các bạn nhé. Đó, phía cuối là phòng vệ sinh khép kín này, và cái cách kê giường của bạn cũng được tính toán rất là kỹ lưỡng này. Đó, giờ mời các bạn tham quan tiếp phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì dành cho con trai. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 18 m². Đó, cũng rất là thoáng đẹp, và bàn học của con được kê cửa sổ để cho nó vừa thoáng và vừa đủ ánh sáng để các con học. Và đây phòng của mẹ già cũng đấy, các bạn thấy đẹp không? Phòng của cụ thì có diện tích khoảng 20 m² và cũng có vệ sinh khép kín, cửa sổ view sang bên sườn trái, có cây cỏ rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế phòng cho mẹ già thì bao giờ các bạn cũng phải cố gắng thiết kế phòng vệ sinh khép kín các bạn nhé. Đấy là một cái điều rất cần thiết luôn. Cho người già cũng Và mà sau này mình cũng già luôn đấy. Nhiều bạn là làm cái nhà tiền tỷ nhưng mà không có phòng vệ sinh bên trong, thất vọng. Mời các bạn đi sang phía bên kia để tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây, kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cái không gian phòng khách này của bạn có diện tích khoảng 30 m² nhưng nó vay sang khu vực nội minh đường và vay mượn sang khu vực phòng khách, phòng ăn, nên là vào ngôi nhà của bạn nó cảm thấy nó rộng mênh mông luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn có điều kiện thì cũng cứ làm ngôi nhà như thế thôi, cũng chỉ cần đến thế thôi ạ. Đây, cái khu vực phòng bếp, phòng ăn của bạn có đẹp không? Nếu bạn ăn ở đây thì có giống ăn ở một cái nhà hàng khách sạn không ạ? Và ngay phía trước thì bạn có một cái sảnh phụ để đi ra uống nước. Đó. Và ở nông thôn thì không thể thiếu cái khu bếp phụ. Thì bạn đã mở một cái cửa 90 để đi xuống khu bếp phụ dưới này. Khói lửa là tất cả mọi thứ ở dưới này. Và trong này là khu vực kệ bát và tủ lạnh phía trong này. Đó. Và đây là một phòng ngủ số 4 các bạn nhé. Phòng ngủ số 4 này thì trước mắt bạn chưa dùng tới, đang dùng để làm nhà kho và cái chứa những cái đồ linh tinh thôi. Phòng này cũng diện tích trên 16 m². Đó. Và ở đây cái khu vực bếp hiện đại của bạn này và khu vực bồn rửa cũng được thiết kế rất là thoáng sáng, và được ngăn cách cái khu bếp bằng một cái hệ quầy bar rất là nhẹ nhàng. Đó, các bạn thấy có tinh tế và đẹp không ạ? Và phía cuối thì bạn thiết kế một cái phòng vệ sinh ở đây. Và ngay phía ngoài thì có một lavabo để rửa tay. Cái này thì nó sẽ rất phù hợp với cái không gian này, bởi vì chúng ta trước khi ăn cần phải rửa tay sạch sẽ thì không cần phải đi vào nhà vệ sinh, nó lại còn mất vệ sinh hơn. Rửa tay ở chỗ này
Rất nhiều bạn chưa thiết kế được, mặc dù nhà rất rộng nhưng chưa thiết kế được, thì bạn này bạn đã làm tốt cái việc này. Đó. Dưới này có một cái phòng vệ sinh chung cho toàn bộ ngôi nhà, được thiết kế gọn gàng ở khu vực cuối đây. Đây, trước khi kết thúc video thì mời các bạn tham quan lại một lần nữa cái không gian bếp và những cái không gian cộng đồng của bạn này, có đẹp không ạ? Đó. Không gian bếp, không gian phòng ăn, phòng khách, phòng thờ, tất cả những cái không gian cộng đồng được kết nối rất là liên thông với nhau, cái rất là mềm mại. Đó thì nó tạo cho cái ngôi nhà cái vẻ thoáng đẹp và sang trọng các bạn nhé. Đó. Và cái xuống khu bếp phụ này của bạn ấy thì cũng rất là rộng, khoảng 50 mét vuông, và sân ướt các bạn bố trí ở bên này. Mình không xuống khu vực đó nữa mà mời các bạn ra cái khu vực phía trước để các bạn tham quan cái khu vực mà bạn ngồi uống nước, uống cà phê ở đây. Đó, các bạn thấy cái khu vực ghế gỗ bằng những cái thân cây gỗ thôi. Một cái sảnh phụ này, ngồi có thiên vị không ạ? Rất là đẹp luôn. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những cái mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.